Xin chào các bạn, trên tay mình đang có cây cảo chữ F hay là kẹp chữ F cũng được. Thì kẹp này sẽ được dùng chủ yếu trong làm về kết cấu kim loại, chúng ta hàn kết cấu thép á, thì người ta sẽ dùng cái này. Tất nhiên là mình vẫn kẹp gỗ được, nhưng kẹp gỗ thì cái này nó hơi thừa, bởi vì họ chế tạo ra cái này nó với khả năng chịu lực của nó rất là tốt, và cái lực kẹp của nó lên tới 8.500 newton, tức là khoảng 850 kg. 850 kg bạn được hiểu, tức là khi mà bạn kẹp hết, bạn kẹp cứng cái ngàm này xuống đây thì nó sẽ giữ được cái phôi, bạn phải 850 kg nó vẫn không có tuột ra. Đó, thì cái này nó có một vài thông số căn bản mình cần biết. Thì đối với cái dòng này là cái dòng thuộc dòng là GH, thì GH nó có rất là nhiều kích thước khác nhau. GH ở đây là đây GH 20, thì cái quy luật của Bessay là 20, có nghĩa là cái hành trình của cái này nó chạy tới chạy lui được 200 này. Hành trình hiện tới lui được 200, và đây nó có thêm thông số khi mà bạn họ in khắc vào đây luôn, thì bạn thấy trực tiếp ở đây là 200 × 100, thì 100 ở đây nó sẽ là kích thước từ cái trọng tâm của cái chính giữa này, của cái này nè, trọng tâm của cái ngàm kẹp này vào đến thành bên trong này là 100, tức là 1 tấc á, thì là 200 là hành trình trượt. Đó, với tất cả cái này là bằng thép đúc hết, chrome vanadium đúc và rèn nóng á, rèn áp lực cao. Cái này đúc, xin lỗi bạn, cái này rèn áp lực cao, cái này đúc thì khả năng chịu lực của nó rất là tốt. 8.500 newton là tương đối lớn. Và cái ngàm kẹp này, cái cán này nó bằng nhôm, cái phần mà thấy nó có màu đỏ này là nó bằng nhôm để cho nó nhẹ. Trọng lượng của cái mình đang cầm trên tay đây nó khoảng 1.1 kg. Cái ngàm kẹp này nó bằng cái ngàm này là bằng sợi thủy tinh, thì nó kẹp vào cái răng ở đây, bạn thấy ở đây. Đó, bạn thấy cái răng ở đây, răng này là răng bằng thép, thì nó kẹp rất là nhanh. Thì trong trường hợp mà anh em làm về hàn mà anh em kẹp muốn kẹp cho thật nhanh, kẹp nhiều kẹp đó, kẹp hàng loạt nhanh, thì cái này nó rất là tiện ích. Trong trường hợp mà chúng ta cần kẹp qua đêm, kẹp giữ qua thời gian dài á, thì cũng vậy, mình sẽ dùng cái này, nó rất là ok, rất là phù hợp cho cái việc đó. Thì nó có một cái ngàm ở đây là ngàm động, bạn thấy là ngàm động này, trong trường hợp mà cái phôi của mình nó không, hai cái mặt của nó không có phẳng song song á, thì cái ngàm động như thế này nó sẽ linh hoạt, nó sẽ tùy theo cái điều hướng, theo cái bề mặt của cái phôi, thì nó kẹp nó sẽ ăn nó nhanh ăn hơn. Đó, thì nó sẽ có cái diện tích ở đây, thì kích thước của cái này nó trước khi tính kích thước của cái này thì mình sẽ có kích thước quan trọng nhất là của cái thanh cái này. Thì thanh cái này kích thước của nó là, bạn thấy L đấy, nó có chứa thêm cái chữ LC8. Xong không có cất rồi. LC8 này này. C8 thì tức là cái độ dày của cái này nó là 8 ly. À, 8 ly rưỡi đây ha. Đó, và độ rộng của cái này, rộng của cái này là khoảng 22 gì đấy, được không, cầm nó cái lòng khoảng 22 các bạn ha, cho mình đo mang tính chất tương đối như vậy. Hàng là 22, theo tài liệu nó cũng là 22, thì mình đo nó vậy. Thì bề mặt họ mạ chrome nên là bóng này là rất là sạch. Thì trong trường hợp anh em sử dụng thì em thường hay bôi thoa dầu mỡ vào thì nhìn nó sẽ cứ sáng đẹp mãi thôi. À, thì sản xuất tại Đức luôn, ok. Thì còn cái kích thước của cái mặt kẹp này á, nó sẽ giống nhau ở tất cả các cái thanh cái, à tất cả các cái cảo. Bề rộng của cái này là 26, chiều này 42 và ha, 41 42, còn đấy tức là để diện tích, còn ước lượng được cái diện tích của cái này. Còn chiều dài tổng thể của này thì nó kích như nó kẹp được 200, thì nó sẽ lớn, chiều dài tổng thể nó sẽ lớn hơn 200. Còn khi mà kẹp thì kẹp kiểu như này này. Nó hỏng ở đây không được. Đi cầm xoay đây. Kẹp này. Đó, mình thả nó rớt xuống đây rồi. Kéo như vậy là xong. Lôi cái bàn đi được, 800 kg nên cái này mình chả ăn thua gì cả, mình treo vào đây cặp 800 kg chả có vấn đề gì cả. Nhả là mình bỏ bóp cái màu đen này. Nhả ra. Kẹp rất là khỏe. Mình thả cho nó rớt xuống, mình kéo thôi.
của cái cây này này thì best say họ có rất là nhiều thang, 1 tấc 2 tấc 6 cho đến 1 mét, thì mỗi cái nó sẽ có cái giá khác nhau, nhưng mà giá này giá là năm 2011 rồi, thì cái cây này đi 63 euro, 63 euro nó có khoảng 1.8-1.9 thì đó là giá năm 2021 22 giá nó lên 7-8% thì chục phần trăm thì tùy theo, nó khoảng dưới 2 triệu đó, thì anh em dùng trong công nghệ Hàn đây này. Ok.